Xin chào quý vị và các bạn chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nóng trong ngày Lan Phương trải lòng sau hôn nhân với chồng tay cao 2 m tôi và chồng tiền ai nấy giữ nữ diễn viên xinh đẹp sinh năm 1983 vô cùng tài năng ở nhiều lĩnh vực diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch nói, MC. Lan Phương được biến giả dạ biết đến và đón nhận nhiều qua bộ phim Cô nàng xấu xí, nàng dâu order. Tham gia chương trình tối chủ nhật vui vẻ, Lan Phương đã có những chia sẻ thẳng thắn về chuyện đời cũng như là chuyện nghề. Mở đầu buổi giao lưu, MC Việt Hương cho biết cô và nữ diễn viên có cùng xuất phát điểm khi cả hai đều xuất thân từ lớp múa trước khi bước vào nghề diễn. Lan Phương chia sẻ ngay từ nhỏ đã rất thích nhảy múa, một hoạt động văn nghệ của trường lớp của đều tham gia. Nữ diễn viên 8X kể lại, hồi ấy em mê múa đến mức Em đi đâu em cũng múa, em xem lại những clip ngày xưa cũng tự ngỡ ngàng, vì sao mình có thể tự tin bất chấp mọi nơi để thỏa đam mê đến vậy. Sau đoạn clip ghi lại những hình ảnh thân thiết của Lan Phương và mẹ, nữ diễn viên bất ngờ khi nhìn thấy mẹ mình và cô con gái bé bỏng Lina xuất hiện từ phía sau cánh gà. Đây cũng là món quà bất ngờ đầu tiên của chương trình Tối Chủ Nhật Vui Vẻ dành cho cô. Trước câu hỏi của MC Việt Hương về những trở ngại của gia đình khi có chàng trẻ là người nước ngoài, mẹ Lan Phương cho biết David là một chàng trai dễ thương và hiền lành, sẵn sàng giúp đỡ mẹ vợ. Tuy nhiên, cả hai thường ít nói chuyện vì gặp trào cản về ngôn ngữ. Thói quen ăn uống của gia đình cũng khác nhau. Hầu hết bé Lina và Lan Phương thích ăn đồ Tây, còn những món việc chàng trẻ có thể ăn được là phở, miếng và bún bò Huế, cua hấp bia. Lan Phương chia sẻ, David vốn dễ tính, anh ấy sẵn lòng theo văn hóa của nhà em. Những ngày dỗ Tết em đưa về thăm họ hàng, phải ngồi chung mâm với nhiều người, nhưng anh ấy chưa bao giờ than phiền và ăn hết tất cả các món ăn ở đấy. Đến với chương trình Lan Phương có những trải lòng sau hôn nhân, nữ diễn viên cho biết cả hai vợ chồng luôn tôn trọng văn hóa và cuộc sống của nhau. Về vấn đề tài chính cô quan niệm, em và chồng tiền ai nấy giữ, ai tiện thì người đấy tự chi trả. Những nền văn hóa thuần Việt như biếu bố mẹ ít tiền bánh kẹo em đều tự chủ động và không bắt ép để viết phải làm theo. Khi MC Việt Hương đề cập đến việc vợ chồng có chi tiền khi ra ngoài ăn không, Lan Phương thẳng thắn cho biết ngay, từ đầu ngày hẹn hò, cô đã chủ động đề nghị chồng sẽ là người trả tiền. Em không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần mỗi lần đi ăn với em, anh ấy trả tiền cho em là được. Như vậy em có cảm giác là con gái Việt Nam hơn. Trong chương trình Lan Phương cũng tiết lộ về kỷ niệm khó quên với mối tình đầu. Nữ diễn viên tâm sự cô từng bị trầm cảm một thời gian sau khi chia tay bạn trai khi còn đang đi học. Lúc đó mẹ cô hay tin hốt khoảng thuê xe tức tốc lên thăm Thấy con gái tâm trạng bất ổn lúc khóc lúc cười, mẹ Lan Phương lo lắng đưa đến gặp bác sĩ tâm lý. May thay, mọi thứ vẫn ổn tuy nhiên vẫn phải kề thuốc điều trị. Lan Phương chia sẻ cô cảm thấy hụt khẩn vì bạn trai chia tay với lý do không đồng ý cho cô theo nghề diễn. Nhắc lại chuyện cũ cô chỉ xem như một chuyện vui ở quá khứ và mong mọi người đừng xoáy sâu thêm. Bên cạnh sự ủng hộ và yêu thương từ thế gia đình, Lan Phương còn có những người bạn tri kỷ vô cùng đặc biệt. Nữ diễn viên nàng dâu đời cho biết trong nghề cô rất thân thiết với nữ ca sĩ Khánh Ngọc. Lý do khiến hai người chơi thân với nhau có lẽ cũng vì những điểm khác biệt của đối phương. Bất ngờ tại chương trình, ca sĩ Khánh Ngọc xuất hiện khiến cho MC Việt Hương và khách mời phải ngỡ ngàng. Khánh Ngọc cho biết cô và Lan Phương vô tình bén duyên khi cùng tham gia một game show tuy là đối thủ nhưng lại tích cực hỗ trợ và giúp đỡ nhau rất nhiều từ đó hai người tỏ ra hợp cạ và thường xuyên có những buổi đi chơi riêng lan phương chia sẻ cô vốn không thích vào ba nhưng khi đi với khánh ngọc cô cảm thấy thoải mái sẵn sàng buông xỏa khánh ngọc luôn là người bạn tri kỷ mà em có thể tin tưởng để chia sẻ và thoải mái khóc trên vai được diễn viên tám ít nói khán giả còn được phen cười tả ga với phần thi tam sao thất bản nhìn hình mô tả nhân vật giữa lan phương và khánh ngọc chưa dừng lại ở đó, cả hai nữ nghệ sĩ trường quay bất ngờ khi tháo giày cao gót, vui vẻ nhảy cùng nhau trên sân khấu. Đến cả MC Việt Hương cũng phải công nhận độ dự chơi của hai khách mời. Ngoài tham gia hoạt động nghệ thuật, Lan Phương còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện ở các máy ấm khiếm thị, làng trẻ em SOS, các làng khuyết tật. Sau khi xem đoạn clip được ghi lại trong khoảng thời gian, Lan Phương đón sinh nhật tại trại trẻ mồ côi. Chương trình kéo léo mang đến tiết mục hóa thân thành những em bé lang thang cơ nhở đến tặng quà cho Lan Phương. Vừa nhìn thấy những hoàn cảnh đáng thương, nữ diễn viên không cầm được nước mắt và liên tục bật khóc. Trong số những món quà mà chương trình gửi tặng, Lan Phương bất ngờ với chiếc cơm ba từ hồi còn đi học. Cô vô hồi kể lại câu chuyện ngày xưa từng có ý định dùng cây cơm ba đâm vào tay một cậu bạn trai tên là Vinh chỉ vì cậu bé hay đi theo chọc phá cổ tay cô. Hậu quả là cậu bé bị Lan Phương xua ngã và nhốt vào nhà vệ sinh nữ. Hiện tại cậu bé Vinh năm nào giờ đây đã trở thành thầy giáo dạy toán ở một trường chuyên. Nữ diễn viên cho rằng đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ và vui nhất mà cô không thể nào quên. Bất ngờ với lý do Lan Phương từ chối làm đám cưới cùng chồng Tây dù đã có con chung. Quý vị và các bạn thân mến, Lan Phương là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình qua các tựa phim nổi tiếng như Cô Gái Xấu Xí, Tháng Năm Rực Rỡ, Cả Một Đời Ân Oán và hiện tại là Nàng Dâu Order. Ngoài sự nghiệp thành công, Lan Phương còn được công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc với chồng Tây. Nữ diễn viên và chồng David Duffy đến với nhau trong cuộc gặp gỡ chấp nhoáng. Cặp đôi có con chung sau vài tháng gần bó và trước ngày sinh con, người đẹp sinh năm 1983 đã khoe trên trang cá nhân giấy đăng ký kết hôn với chồng ngoại quốc. Thế nhưng đến hiện tại, dù con gái Lina Linh Phi đã tròn một tuổi, Lan Phương David Dufy vẫn chưa có đám cưới chính thức. Nói về chuyện này, Lan Phương vui vẻ cho biết: "Anh ấy cũng thuyết phục và tôi cũng nghĩ tới, cũng thích hình ảnh tôi mặc váy trắng, Lina đi theo sau tung hoa mà không biết lúc đó tôi có mang bầu đứa thứ hai hay không." Còn nếu chờ có hai con cầm vé cho mẹ thì chắc lâu lắm. Cũng có thể năm sau, anh ấy thuyết phục tôi nhiều lắm. Anh nói, mình nên có một lễ cưới để sau này còn nhớ đến, mời bạn bè tới nữa. Anh thuyết phục tôi chứ tôi thấy điều đó không cần thiết và hơi dườm già. Có lẽ tôi cũng mặc váy cưới trong phim nhiều rồi nên tôi thấy không có nhu cầu mặc. Tôi thấy nhiều đám cưới xung quanh tôi hình thức quá. Mọi người tới vui cho họ hàng chứ không phải vui cho mình. Mời quá nhiều người, không biết ai là ai, cô dâu chú rể cũng không biết quen hết khách mời cứ đứng mỏi chân toét tué toét cười đi từng bàn trào rất hình thức mọi người chưa ăn xong lại vội vàng đi về đâu có mấy người ở lại thật sự chung vui kiểu người ta đi của mình thì bây giờ mình đi lại kiểu trả nợ vậy đó tôi không hào hứng đám cưới như vậy ngoài ra nữ diễn viên cũng tiết lộ từ lúc quen nhau tới giờ cả hai vẫn chưa có được tấm ảnh cưới nào tôi thấy không quan trọng quan trọng là sống với nhau như thế nào hạnh phúc thật sự hay không Chứ hạnh phúc với bộ hình cũng được đấy, nhưng thật sự không cần thiết đối với tôi. Lan Phương cả một đời ân oán, tôi bị trầm cảm sau khi sinh em bé. Quý vị tính giả thân mến, diễn viên Lan Phương chia sẻ, anh ấy trở thành một người cha yêu con hết mực và luôn luôn muốn che chở cho con. Sau khi tôi sinh, anh ấy được nghỉ vài ngày rồi lại phải đi làm bình thường. Ngày nào anh ấy cũng phải đi làm từ sáng sớm đến 8-9 giờ tối mới về. Tuy rất bận rộn nhưng khi về, anh ấy sẵn sàng thay tả, cùng vợ tắm cho con hay bất kỳ việc gì khác. Trước khi bé Lina Linh chào đời, chị đã chuẩn bị tâm lý như thế nào cho một trong hoàn cảnh mới trong cuộc sống của mình, cho một trang hoàn toàn mới trong cuộc sống của mình. Thật sự là tôi không chuẩn bị tâm lý nhiều lắm. Trước khi con ra đời, hai vợ chồng chỉ hay nói chuyện với nhau rằng sau này đi đâu làm gì cũng sẽ có em bé đi cùng. Chúng tôi hình dung trước chuyện trong nhà sẽ có tiếng khóc và hai vợ chồng sẽ phải ngủ ít hơn sau khi con chào đời, chứ không nghĩ cụ thể sẽ như thế nào. Những ngày cuối trước khi đi sinh, tôi cùng ông xã dọn dẹp, chuẩn bị nôi, củi, sắp xếp quần áo và trang trí phòng cho em bé. Khi bước vào cuộc sống của một bà mẹ tiểm sữa chỉ thấy ra sao? Trước khi sinh, tôi không biết mình sẽ xoay sở như thế nào với chuyện thay tả dỗ bé khóc. Nhất là khi nghĩ đến việc thay tả, tôi thấy không thoải mái chút nào. Tuy nhiên sau khi làm mẹ, tôi thấy tất cả những việc đó đều hết sức bình thường. Thậm chí tôi còn thấy dễ chịu hơn khi tự tay làm mọi việc cho con. Tôi thấy yên tâm, tự tin hơn khi chính tay mình làm vì có thể đảm bảo mọi thứ cho con được sạch sẽ. Tôi không thấy có quá nhiều khó khăn bỡ ngỡ trong lần đầu làm mẹ. Nhịp sống hàng ngày của chị thay đổi như thế nào sau khi làm mẹ? Từ khi có em bé, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh em bé và gần như không có thời gian nào dành cho mình. Một ngày của tôi bây giờ bắt đầu lúc 10 giờ đến 11 giờ sáng khi con thực sự thức dậy. Sau đó tôi chỉ quẩn quanh với việc bế con cho con bú, thay tả cho con. Mẹ đẻ của tôi cũng ra Hà Nội chăm sóc con gái và cháu ngoại. Tuy nhiên tôi vẫn làm mọi việc cho Lina, còn ba giúp tôi chuyện nấu nướng. Em bé trộm phía khá ngoan, không quấy khóc quá nhiều. Buổi đêm, cứ 4 tiếng là bé dậy một lần và mỗi lần như thế, bé chỉ ọ ẹ một lúc và được ăn no là ngủ ngay. Bé rất ngoan nhưng việc con thức dậy hai lần mỗi đêm như vậy cũng khiến tôi mệt vì cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn. Sau khi sinh nhiều khi, tôi ngồi ôm con và cho con bú mà cảm giác vừa đau vừa không còn chút sinh khí nào. Tôi thấy chán nản và tất cả mọi sinh lực của mình bị hút hết ra ngoài. Có những lúc tôi cảm thấy trống rỗng vì cuộc sống vô vị nhàm chán vô cùng. Tôi hiểu rằng đó là dấu hiệu của trầm cảm sau sinh. May mắn là vài ngày gần đây tôi đã thấy nguôi ngoài dần. Điều gì giúp chị vượt qua trầm cảm sau sinh? Điều giúp tôi vượt qua những cảm giác đó chính là nhìn thấy con. Ngoài những lúc gián nản mệt mỏi vì trầm cảm, tôi rất hạnh phúc khi dõi theo từng cử động phản ứng của Lina và thấy con lớn dần lên. Ngoài ra sự yêu thương và quan tâm, chăm sóc của ông xã cũng là động lực đặc biệt giúp tôi vượt qua tất cả. Ông xã đã làm những gì để giúp chị vượt qua những cảm giác tiêu cực ấy? Anh ấy biết tôi gặp khó khăn như thế nào khi đối diện với trầm cảm sau sinh và rất lo lắng về điều đó, anh ấy có những cử chỉ quan tâm khiến tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. Ông xã thường xuyên đến bên cạnh và ôm hôn tôi. Mỗi khi em bé hay nghe điện thoại, anh ấy cũng quay sang chạm vào tôi và hôn nhẹ. Sau khi tôi sinh em bé, mẹ chồng tôi cũng từ Anh sang Việt Nam để thăm chúng tôi. Kể cả khi đang nói chuyện với mẹ, anh David cũng không quên thỉnh thoảng nhìn vợ, nắm tay và nói với những điều ngọt ngào. Những cử chỉ nho nhỏ đó khiến tôi cảm thấy rất vui chị thấy ông xã thay đổi như thế nào sau khi con gái Lina Linh chào đời. Anh ấy trở thành một người cha, yêu con hết mực và luôn luôn muốn che chở cho con. Sau khi tôi sinh, anh ấy được nghỉ vài ngày rồi lại phải đi làm bình thường. Ngày nào anh ấy cũng phải đi làm, từ sáng sớm đến 8, 9 giờ tối mới về. Tuy rất bận rộn nhưng khi về, anh ấy sẵn sàng thay tả, cùng vợ tắm cho con hay bất kỳ việc gì khác. Vào buổi đêm, nếu thấy em bé khóc, anh ấy cũng cố gắng dậy để xem giúp, được vợ cái gì thì giúp cha viết rất tự hào và về em bé cũng như là vì tôi đã mang con đến cho anh ấy cha viết rất yêu gia đình và cảm xúc mới khi có một gia đình thực sự khiến anh ấy cảm thấy thực sự hạnh phúc ngày nào đi làm về anh ấy cũng đến ôm hai mẹ con tôi một lúc và nói rằng đây là điều hạnh phúc nhất anh ấy luôn muốn nhìn thấy gia đình nhỏ của mình và được ôm chúng tôi trong tay chị và mẹ đẻ có khác biệt gì trong quan niệm chăm sóc em bé tôi và mẹ cũng có một số mâu thuẫn vì bà vốn quen với những quan niệm cũ và cho rằng phụ nữ sau khi sinh phải kiên nhiều thứ tránh gió tránh nước bà muốn tôi kiên nhưng tôi nghĩ việc của mình thì mình cứ làm thôi một tuần sau khi sinh tôi đã đến viện để khám lại đi ra ngoài ăn và đi dạo với ông xã mấy phút Tôi nghĩ rằng ngày xưa phải kiên cử, vì khi đó cuộc sống khó khăn, nhà cửa không kính gió và phải dùng nước lạnh. Cuộc sống hiện tại đã khác nên mình phải sống phù hợp với hoàn cảnh. Tôi cũng nói với mẹ là không việc gì phải kiên, và người phụ nữ sẽ biết mình cần phải làm gì để tốt nhất cho bản thân cũng như là con của mình xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video và nếu thích video hay thì đừng quên like share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày các bạn nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại